các bác, hôm nay thì chúng em lại có một mẫu siêu trầm hàng trưng bày, thì muốn thanh lý nốt cho các bác và anh em nhé. Đây là một con trầm bát 40 đến từ thương hiệu là RMX đó, một cái dòng phải nói là thiết kế cực kỳ là ngầu đó. Và tại sao là ngầu thì bây giờ em sẽ review cho anh em nhé. Đó, thứ nhất là về cái mặt ê căng này, nó làm chúng ta rất là cứng cáp đấy, rất là cứng cáp luôn anh em nhé. Thì em vẫn rất là mạnh luôn, không hề thấy vết gọi là nún đó. Rồi mặt sau, quan trọng nhất là mặt sau anh em nhé. Đây đó, cái này cái rất là quan trọng, vì là thường ấy anh em đi mua trầm thì anh em ít để ý tới rằng là cái mạch nó như thế nào đó, và anh em đa số là để ý là con này bát bao nhiêu đó, bát nó như thế nào, chứ cái mạch công suất này thì chúng ta lại không quan tâm nhiều, đúng không đó. Và hôm nay thì trong cái video này thì em cũng nói luôn, trên một con trầm ấy thì anh em nhìn cái mạch công suất nó rất quan trọng, bởi vì là nó thứ nhất là nó mang lại cái công suất mạnh hay là công suất nó yếu, để giúp cho con trầm chúng ta đánh nó có uy lực hay không, thì nó sẽ dựa cái mạch ở cái công suất là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái cắt tần số thấp nhé. Nhiều con mạch ấy, cắt rất là chán khi mà chúng ta cắt rất là thấp, ví dụ như cái cắt cái NPF này này đấy, ví dụ như anh em cắt rất là sâu rồi nhưng mà tại sao tiếng nó vẫn cứ nọt nời ra, nó vẫn nọt nời đó, bởi vì là cái cắt tần số thấp này nó không được xịn sò đó, cho nên là khi mà chúng ta cắt này nó đa số là nó vẫn nọt nời đó. Nhưng cái dòng trầm xịn nhá, mạch xịn nhá, anh em cắt ví dụ như cắt về hướng 10 giờ này đã không thấy nời đâu nữa rồi. Nhưng có nhiều con ấy chúng ta cắt thấp như thế này nời nó vẫn ra, và volume chúng ta phải để cao lên để cho cái tiếng bát nó to nó mạnh. Thế nhưng mà cái volume này để càng cao thì cái nời nó lại càng rõ, thì đó là một số những cái mạch công suất nó kém và nó không được tốt, cho nên là khi mà chúng ta cắt rất là sâu nó vẫn nọt nời đó. Thì cái trầm của chúng ta nghe tiếng trầm là đến 99% anh em là không thích nó nọt nời, ai cũng không thích đấy, và vẫn có một số nhỏ anh em là bảo là trầm phải cho nó nọt một chút ra thì nghe nó mới hay, thì đó là cái gu của mỗi người. Nhưng để mà chúng ta nói theo số đông nhé, để nói theo số đông thì không ai thích cái tiếng trầm nó nọt nời cả, mà nó chỉ thể hiện được cái âm bát thôi đấy, còn cái nời thì hãy để âm trung và âm chép nó xử lý, đúng không? Còn cái trầm thì chúng ta không nên cho nó nọt nời đó, bởi vì là nọt nời nghe nó không được sâu đó. Rồi cái mạch này tiếp theo nữa nhé, là nó sẽ cho chúng ta kết nối này, rắc rất là chuyên nghiệp, một là rắc Canon, hai là sau hoa sen đấy. Hoa sen thì anh em có thể kết nối âm đi đấy, nhưng với vang thì em khuyên anh em nên dùng rắc Canon đấy, bởi rắc Canon nó kết nối nó ít khi bị mô ve đấy, tín hiệu nó nhận tiếp tốt hơn là so với hoa sen nhé đó. Và cái thứ ba nó là nai hơi đấy, con này là vừa dùng điện mà vừa dùng hơi được luôn, anh em thấy cái công nghệ nó trang bị gọi là đầy đủ luôn cho anh em, đúng không đấy, có luôn là nai hơi nhá. Nhưng theo em đó là anh em nên cứ thế là sử dụng điện thôi, bởi vì là chúng ta mua con trầm này là nó có cả công suất đi theo rồi, có cả công suất đi theo rồi, cho nên là chúng ta không cần thiết phải đánh hơi đâu, mà anh em cứ dùng điện thôi đó. Bởi vì cũng nhiều anh em kêu rằng là anh đánh hơi để cho nó hay hơn, thì không phải đâu ạ. Hơi hay điện thì nó đều phải có công suất đưa ra cái bát loa đó, đều phải có công suất đưa ra bát loa anh em nhé. Đó, cho nên là cái này chúng ta đã có điện rồi thì chúng ta có công suất sẵn rồi thì chúng ta không cần phải dùng nai hơi nữa đó. Còn trừ trường hợp là cái mạch này của chúng ta lỗi đấy, mạch lỗi rồi thì chúng ta sẽ sử dụng là nai hơi, là lấy thêm một kênh của cục đẩy ra chúng ta chơi đó, như thế thì nó sẽ ok hơn, đúng không ạ đó. Rồi tiếp theo một cái cuối cùng mà cái này cũng rất là quan trọng, đó là cái đảo pha này đó. Khi mà anh em mua về anh em nên sử dụng cái công tắc này để xem là cái 0 độ hay là 180 độ cái công suất nó vào nó đồng pha với loa. Nếu khi mà đồng pha với loa của chúng ta rồi thì nghe nó sẽ hay hơn rất là nhiều đó, nó không bị kiểu như là đánh nhau, ví dụ như là ngược pha giữa trầm và loa mà ngược pha nhau thì nghe nó rất là rời rạc, nghe nó không hay, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái nút này anh em nhé. Đó, đây em giải thích rất là rõ rồi. Nhiều anh em mua về là cái pha này cứ để mặc định luôn rồi anh em hầu như là không dùng đến. Đấy, cho nên trong cái video này em sẽ nhắc mọi người là nên sử dụng cái nút đảo pha này. Đó. Và cái mạch này nó được trang bị công nghệ mạch CNATH. Đấy, CNATH anh em nhé. Đấy, và anh em thấy rằng là riêng cái mạch công suất CNATH mà đánh loa siêu trầm thì anh em biết rồi, tiếng nó rất là hay và sâu, đúng không ạ?
và trang bị luôn quạt gió nguồn phiến nhé, nguồn phiến mạch NH, và công suất của con này đây anh em nhìn này. Đấy, công suất đây lên tới 600W nhé. Đấy, 600W đó, rất là cao. Mà chúng em thanh lý trong chiều ở trong cái video này thì thanh lý cho anh em giá chỉ có là 3.800.000 thôi, 3.800.000 nhé. Anh em được trang bị một con trầm bát 40 công nghệ mạch NH, đầy đủ hết công suất cho anh em đó, giá chỉ có 3.800.000. Cho nên là anh em cần tư vấn hỗ trợ thì có thể liên hệ ngay từ bên em được biết, bên em hỗ trợ nhé. Và xin chào anh em.